Thì bây giờ mình cứ nghĩ là thầy dán cái tờ giấy đó thì mình phải nhận xét liền là thịt đó từ ở đâu mà ra. Ai dám làm thịt đó mà đem tới cúng dường cho thầy? Thì tôi cứ nghĩ vậy thôi. Không biết đúng không? Thì đặt gì à? Tại vì mình ở mình nó bậy bạ, người ta tu mình nó bậy bạ, nó điên nó khùng. Người ta học giỏi, người ta có đạo đức, ta tu giỏi lớn rồi, ta tu tới cái lớn vậy. Thấy có tôi đâu là bà không biết nhất thứ hai nữa thầy là một thấy bằng mắt ông nói lớn là thầy không mà mình mới nói được mình thấy người ta thở ai mà chỉ là người ta cho phép ăn thầy ăn mà cái số thầy không ăn chỉ ăn thịt gà thịt heo là con vịt thôi ba thứ thôi vịt là cũng như là gà cái sức từ đó chưa hiểu không có ba mà lúc sáu tuổi tới giờ còn mấy con đó là nhất quá là mấy con đó không ăn. Bà cô chỉ ăn theo không? Thầy, khi mà bà cô không ăn nữa, thầy, ta về đó nó sống ăn cái kịp, không ăn. Rồi sao? Rồi tính, rồi bay ra nghỉ ra rồi tính. Như các con mà, nghĩa Phật tử con tính sao? Nó quay mà liêm ra rồi nó bạch bạc. Tại sao bà cô la? Quay nó bậy quá, ta mới la mình. Nó điên khùng, nó cá tu lớn mình đi đâm ra nó bậy. Rồi bây giờ tôi như hỏi mấy thằng mà quay con quay đã là dự mà tao bắt bà cô bắt cả cả không được là chết thiệt con vậy đó một dạ, câu dạ. Vậy đó bảo đảm với cô dạ dạ chứ đừng có nói đừng có nơi mà nói mà mình nói bậy bạ mình nghe mình tu mình không có nghe nó bậy mình đã mình tu mình nghe nó bậy chi mình phải bao che thầy mình lợi mình chính xác hỏi người ta có tốt hay không để mình nghe cái đó chi là cái gì tại vì nếu mà ai mà muốn đứng chính thì phải tới đây ăn mặn ăn lạc gì không dừng vấn đề mình tu gì tu cái lòng mình là không dạ, dạ, cái vụ dạ, ăn là không vấn đề các dạ. Con có ăn thịt chó hay không ngoài tầng này là ăn hết tất cả chứ người ta tu là không có ăn cái đó đầm nhiêu đó là mình hiểu mình biết rồi chứ khỏi cần nói nói nè nghe tại sao bà cô la bà cô để nói là nói cho đi lấy cái nó có khỏe nói cho biết hết tất cả hay là tốt nhỏ lớn rồi không có gì hết tại bảo đảm sưng quá là sưng quá là đột quỵ sưng quá là đột quỵ biết nô nô thầy ơi chào thầy ơi rồi hai chục mình đó chục mình cái đi vô đi nè rồi uống trà mà uống đi mới được nói chuyện nhiều mày hạn chế tiếp khách mà quy lại nha đi quy rút nước nặng nặng quá chị ba lên trước đi chị ba lên trước đi thôi đừng cái ngồi uống trà thầy tiếp hoài không mang la thầy hoài ai cũng tiếp thầy nè nè chụp đi ai cứ đến thắp nhang này đi uống nước trà hay để mấy bạn tôi uống thoải mái đây nói chị xuống đi chị ba em lên thầy gì vậy số tắm đi nè tắm này nè chưa sẵn nè ai gì đặt bà con đứng kế thầy nói nha thầy nó đỡ là tắm quay lên nè rồi bây giờ bốn người lên chụp tấm với thầy nha. Đây sao bà ngồi ăn hoài vậy? Đây. Tụng kinh Pháp Hoa ở chùa của thầy. Bây giờ thầy có ý kiến gì thì thầy nói con nghe. Đoan lên qua chỗ ngày nào? Thì bây giờ tùy thầy vậy. Thầy cho bỏ ngày cho tụi con đi. Chọn đầu tháng, cuối tháng. Bây giờ ăn coi gì mình chọn ngày thôi. Dạ. Chứ thầy chọn là đủ thầy. Không có đâu. Không giờ có. Ăn luôn đó thầy chọn đi.
cho tụi con cái đoàn này là xe 16 chỗ, có thể là hai mươi mấy người về cũng được. Về tụng kinh pháp qua đầu năm hay là thầy muốn kinh dược sư thì tùy thầy, tùy tâm. Cứ đầu tháng là không, cái này là cái nhân duyên của con đến đây, thì con muốn đến đây để con khai cái kinh pháp qua đầu năm chùa của thầy. Đó. Thì thầy muốn thì thầy đều chấp nhận. Dạ. Thì mình về ngày nào thì cứ vô chùa có chuông có ngõ đầy đủ. Dạ. Cứ đến để tụng kinh. Dạ. Thì còn giờ quyết định ngày rồi mình bận sao? Không không, tụi con không bận, tại là do thầy thôi. Do thầy. Tháng hai ngày cũng được. Tháng hai ngày cũng được. Trời ơi sao mạnh mẽ dữ vậy thầy? Trời ơi, cái kinh phí con chưa có nhiều thầy ơi. Đó. Thầy cho đồng đãi. Dạ. Nhưng mà có biết con nói là một tháng một ngày được không thầy? Thôi tự nhiên thôi. Một là thầy có ý kiến thầy, thầy mới quyết định. Thầy quyết định. Ngày nào thầy nói tụi con. Tại tụi con sắp xếp. Đòn nói rồi lần cái đi luôn. Không, hôm nay tụi con là một là nói một chứ không hai. Tụi con đi một tháng là đi hết 20 ngày rồi.